Vào những ngày chớm thu, chúng tôi cùng một nhóm bạn trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã hẹn nhau đi du lịch ở thành phố lớn thứ hai của đất nước Malaysia có tên là Johor Bahru. Được biết bắt đầu từ tháng 7 năm 2014, hãng hàng không AirAsia có chuyến bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Johor nên có khá nhiều người chọn phương tiện này bởi vừa tiết kiệm chi phí vừa tiện lợi. Đường bay này rất là phù hợp tại vì nó tiết kiệm được chi phí và thời gian rất là nhiều. Thông thường trước đây thì nếu mà đến Johor thì mình chỉ có hai khách thôi, một bay qua Singapore, mình đi về Johor, hoặc là mình phải từ Kuala Lumpur mình đi ngược lên Johor. Còn cái với đường bay này thì mình sẽ bay trực tiếp, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Chỉ mất gần 2 giờ bay là chúng tôi đã hạ cánh xuống sân bay Chennai ở Johor Bahru. Khí hậu ở đây tương đồng với Việt Nam, thời gian trong ngày đi trước Việt Nam 1 tiếng đồng hồ. Ngay tại đây, có nhiều thông tin về các điểm du lịch trong thành phố lớn thứ hai Malaysia này. Đặc biệt hãng AirAsia còn miễn phí vé xe buýt chạy thẳng qua Singapore. Nếu không bay bằng hãng AirAsia, bạn có thể mua vé xe buýt đi qua Singapore từ sân bay với giá 3 đô la Mỹ một vé. Từ sân bay, chúng tôi mất hơn 30 phút để vào thành phố Johor Bahru bằng xe buýt. Dọc 26 km chiều dài ấy, thủ phủ của bang Johor ở miền nam Malaysia dần hiện ra với không khí yên bình và hiện đại, dù ở Johor vẫn còn vua đang sinh sống. Đường phố Johor chiếm hầu hết là xe hơi. Người hướng dẫn du lịch cho biết do giá xăng ở đây khá rẻ, chỉ khoảng 2-3 ringgit, tương đương với 16.000 đồng Việt Nam một lít. Chính phủ cũng hỗ trợ người dân mua sắm xe hơi với giá chỉ khoảng 200 triệu tiền Việt Nam. Ở đây hầu như ai cũng có xe hơi. Người ta để xe hơi trên hè đường rất nhiều, nhưng không hề bị thu phí và cũng không lo bị mất phụ kiện trên xe. Được thành lập từ năm 1855, nhưng chính thức trở thành thành phố từ năm 1994. Hiện nay, dân số Johor vào khoảng 7 triệu người, gồm 3 cộng đồng chính là người Malaysia, người Ấn và người Hoa. Tương ứng ở đây dùng 3 ngôn ngữ chính là tiếng Malaysia, tiếng Anh và tiếng Hoa. Đặc biệt, trẻ em đến trường được học song song 2 thứ tiếng là tiếng bản địa và tiếng Anh. Là thành phố có khá đông người Hồi giáo sinh sống nên nhà thờ của người Hồi giáo là niềm tự hào của Johor Bahru. Ở đây có nhà thờ Abu Bakar do người Anh xây dựng, được coi là nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất tại Malaysia. Nằm ở nơi vốn là thuộc địa cũ, Abu Bakar là nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ 18. Nhà thờ này xây theo phong cách Victoria kết hợp cột Corinthian. Hàng tuần, người Hồi giáo sẽ đến đây cầu nguyện. Trước khi vào thánh đường, người cầu nguyện phải rửa mặt, tay chân thật sạch. Du khách có thể đến tham quan, nhưng những người mặc váy thì không được phép vào bên trong thánh đường. Cũng như thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, Johor Bahru có khá nhiều khách sạn và nhà nghỉ cho du khách. Disto là một trong những khách sạn lớn nhất ở Johor với tiêu chuẩn 5 sao mang phong cách Tây. Do ở vị trí trên đồi cao nên từ đây có thể nhìn thấy thành phố Johor yên bình. Khu vui chơi giải trí Legoland duy nhất ở châu Á và đất nước Singapore hiện đại. KSL cũng là khách sạn 5 sao nhưng mang đậm bản sắc truyền thống và có nhiều khu phức hợp để các gia đình nghỉ dưỡng. Ở thành phố Johor còn có những khu khách sạn nhà nghỉ phục vụ các đối tượng bình dân hơn. Grand Sentosa là một điển hình với khu vực khách sạn mua sắm ăn uống giải trí ngay trong cùng một khuôn viên, tạo sự tiện lợi nhất định. Là thành phố ven biển tiếp giáp với Singapore, Johor đang được xem như là điểm đến cuối tuần của nhiều gia đình không chỉ ở Malaysia mà cả các nước lân cận. Tuy là không phát triển bằng Kuala Lumpur nhưng mà ở đây có sự yên bình, mình thấy thu hút nhất vẫn là những cái dạng du lịch dành cho gia đình. Và theo mình biết thì ở với đường bay mới của nhiều hãng hàng không thì tại đây chắc chắn sẽ tương lai sẽ trở thành một điểm thu hút khách du lịch Việt Nam. Thông tin từ Cục Xúc Tiến Du lịch Malaysia cho biết hiện nay Johor đang đẩy mạnh phát triển du lịch,
nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã chuẩn bị các phương án với mong muốn đem đến những tiện ích tốt nhất cho khách hàng. Johor Bahru có những khu du lịch độc đáo ở châu Á như Legoland, thành phố Hello Kitty và các công viên chủ đề. Đây là địa điểm du lịch yêu thích của những người du lịch theo diện gia đình. Trong tương lai gần, chúng tôi tin tưởng có thể cung cấp dịch vụ tốt cho thị trường Việt Nam, đặc biệt là các gia đình Việt Nam đi du lịch, bởi vì chúng tôi có nhân viên và trợ lý nói được tiếng Việt. Ngoài ra, thành phố Johor Bahru cũng rất gần với Singapore, nên nếu khách du lịch Việt Nam có thể đi thăm cả hai thành phố chỉ trong một lần thì rất là tiện lợi. Từ việc mở tuyến bay thẳng đến những dịch vụ tương đối rẻ so với khu vực, thức ăn hợp khẩu vị người Việt, Johor Bahru đang là cái tên được nhắc đến trong hành trình du lịch khám phá thế giới của nhiều người Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh.